được cả Mỹ và Trung Quốc xem là tương lai của chiến tranh. Trong những năm gần đây, công nghệ máy bay không người lái UAV đã có những bước tiến đáng ngưỡng mộ. Cuộc cạnh tranh khốc liệt của hai ông lớn đã theo đó tạo ra những mẫu UAV nguy hiểm đáng sợ nhất. Chúng không chỉ bay nhanh hơn vận tốc của những chiếc tiêm kích siêu thanh, mà còn ôm hàng ký bom trên người khi bay về vận tốc đó. Sự phát triển của UAV đã thực sự tạo ra một thách thức vô cùng to lớn đối với những hệ thống đánh chặn trên khắp thế giới. Và tại Biển Đông, Trung Quốc không chỉ dùng chúng để so găng với quân đội Hoa Kỳ, mà còn đang dùng nó để khiêu khích các nước láng giềng có tranh chấp trên biển. Nếu trước đây chúng ta thường xuyên phải lo lắng về sức mạnh của đội tàu chiến từ Trung Quốc, thì từ thời điểm này trở đi, hãy ngước nhìn lên bầu trời vì mối nguy thực sự đáng đến từ không gian đó. Vậy UAV của Trung Quốc nguy hiểm như thế nào và nó được Trung Quốc dùng để đối phó Việt Nam ra sao? Hãy cùng Việt TV tìm hiểu ngay trong video này hôm nay. 1. Đà phát triển công nghệ UAV Trung Quốc khiến cả Mỹ cũng phải dè chừng. Vào đầu tháng 3 năm 2024, Trung Quốc đã phát đi thông báo họ đã có bước tiến mới trong quá trình chế tạo UAV siêu thanh. Cụ thể, theo lời Trung Quốc, máy bay không người lái siêu thanh mới của họ có tỷ lệ lực nâng lực là 8,4 trong chuyến bay cất âm. Chỉ số này giúp nó ngang bằng với F-22 Raptor, máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của quân đội Mỹ. Tỷ lệ lực nâng lực cản là một thông số quan trọng để đo lường hiệu suất khí động học. Giá trị này càng cao cho thấy khả năng chống lại lực hấp dẫn của máy bay càng lớn, giúp nó bay được quãng đường xa hơn. Chúng ta cần biết là gần 20 năm sau khi được giới thiệu, công nghệ tạo nền F-22 Raptor vẫn còn là bí mật. Trong khi đó, UAV siêu thanh mới của Trung Quốc có thể duy trì tỷ lệ lực nâng, lực cản cao hơn 4, ngay cả khi bay với tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Tuy nhiên, máy bay càng bay nhanh thì lực cản gặp phải càng lớn, ở tốc độ gấp 1,5 lần vận tốc âm thanh, tỷ lệ lực nâng lực cản của F-22 giảm xuống chỉ còn khoảng 4. Trong khi đó, UAV siêu thanh mới của Trung Quốc có thể duy trì tỷ lệ lực lực cản cao hơn 4, ngay cả khi bay với tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh, cho thấy hiệu quả khí động học vượt trội so với F-22. Hiệu suất này cho phép UAV hoạt động linh hoạt ngay cả trong điều kiện không khí loãng ở độ cao lớn, gây ra thách thức cho các hệ thống phòng thủ tên lửa vốn dựa vào việc dự đoán quỹ đạo bay. Thiết kế khí động học đóng vai trò rất quan trọng quy định thành bại của một dự án phương tiện bay siêu thanh. Máy bay siêu thanh HTV-2 của Mỹ đã rời 2 lần do mất ổn định trong quá trình bay tốc độ cao, buộc NASA phải ngừng dự án. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không ngừng hỗ trợ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này, đồng thời thực hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm nhiều năm qua, và họ đã thành công. Nếu trước đây các thông số khí động học của phương tiện bay siêu thanh Trung Quốc chủ yếu dựa trên các mô hình lý thuyết, thì những dữ liệu lần này thu được là từ các bay thử nghiệm trong hầm gió với các điều kiện hạn chế như trong thế giới thực. Báo cáo cho biết, các nhà khoa học và kỹ sư Trung Quốc đã vượt qua những thách thức liên quan đến tỷ lệ, lực nâng lực cần, tính ổn định, khả năng bảo vệ nhiệt và tích hợp tải trọng, đạt được tính thực tiễn kỹ thuật trong công nghệ này. Mục tiêu tương lai của họ chỉ còn là giảm chi phí, cải thiện độ tin cậy và hiệu suất tàng hình radar để chuyển đổi theo giai đoạn từ tính năng sang khả năng sử dụng thực tế. Đây quả thực là một bước tiến đáng sợ, và mặc dù không tiết lộ tên gọi của mẫu UAV mới, nhưng nó có nét rất giống với phương tiện bay siêu thanh MD-22 được công bố vào năm 2019. Chỉ nặng 4 tấn, nhưng MD-22 có thể được đẩy bằng động cơ phản lực không khí để cất cánh trên đường băng sân bay hoặc phóng thẳng đứng từ bãi phóng tên lửa. Nó có thể chịu được quá tải lên đến 6 lần lực hấp dẫn khi thực hiện thao tác dãy ngứng ở tốc độ cao. Trong khi đó, mẫu UAV mới được nhóm của chuyên gia Trang mô tả có chiều dài hơn 12m với sải cánh gần 6m, lớn hơn đáng kể so với MD-22. Tuy nhiên, cấu trúc khí động học của nó với 3 khoang động cơ nhô ra từ đuôi hầu như không thay đổi. Đặc biệt, không chỉ ghê gớm về khả năng bay, mẫu UAV này còn phi thường khi có thể bay một quãng đường rất dài. Cụ thể, phương tiện bay không người lái này có thể vận chuyển trọng tải 600 kg ở tốc độ lên đến Mach 7 trên quãng đường 8.000 km, tương đương với khoảng cách giữa Trung Quốc đại lục và lục địa Mỹ. Như vậy có thể nói, một siêu vũ khí đã được Trung Quốc cho ra đời và nó có khả năng sẽ gây khó khăn nghiêm trọng đến khả năng phòng không của các nước thù địch với Trung Quốc. Giờ đây, việc quân đội Trung Quốc triển khai các UAV siêu thanh đến Biển Đông chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng chưa cần đợi những mẫu mới nhất trên đầu, đã có rất nhiều loại UAV khác có sức mạnh không kém đã được đưa ra biển. Theo các tài liệu do dì của Lầu Năm Góc, Trung Quốc hiện tại đang triển khai máy bay không người lái do thám tầm cao tiên tiến WCAP-Z8. Mẫu UAV này thì có thể di chuyển với tốc độ gấp 3 lần âm thanh. Nguồn tin dựa trên một tài liệu bí mật từ Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia Mỹ. Theo các chuyên gia, chiếc máy bay không người lái này là một hệ thống giám sát tiên tiến có thể hỗ trợ cho Trung Quốc thu thập dữ liệu bản đồ thời gian thực.
dù nước này đưa ra các chiến lược hoặc thực hiện các cuộc tấn công tên lửa trong một cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai. Tài liệu cũng có hình ảnh vệ tinh từ ngày 9 tháng 8 năm 2022 cho thấy hai máy bay không người lái WCAPZ-8 đậu tại một căn cứ không quân ở miền đông Trung Quốc, cách Thượng Hải khoảng 500 km. Theo tài liệu bị rò rỉ, những chiếc WCAPZ-8 này có thể thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía đông của Trung Quốc. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm duy trì các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Cơ sở này đã được mở rộng trong vài năm qua, từ các hình ảnh vệ tinh có thể truy cập được trên Google Earth và được Planet Lab cung cấp cho tờ The Washington Post, có ít nhất 18 cấu trúc mới được xây dựng sau tháng 8 năm 2020. Những con đường mới, lớn hơn đáng kể, dẫn mở những ngọn đồi phía nam của đường băng được xây dựng bắt đầu vào cuối tháng 2 năm 2022. Ngoài chiếc máy bay không người lái hiện đại này, các tài liệu bị rò rỉ còn cho thấy quân đội Trung Quốc đang phát triển công nghệ có thể cho phép nhắm mục tiêu vào các tàu chiến và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả những cơ sở gần Đài Loan. Bắc Kinh đã từng giới thiệu dự án máy bay không người lái VKZ-8 vào năm 2019, khi hai chiếc máy bay đen tuyền rượt qua quảng trường Thiên An Môn trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào thời điểm đó, rất ít nhà quan sát tin rằng máy bay không người lái đã hoạt động hoàn toàn. Hai năm sau, vào năm 2021, Trung Quốc đã ra mắt máy bay không người lái VKZ-8 của mình tại một triển lãm hàng không cùng với các loại máy bay không người lái tiền tiền khác như nguyên mẫu JZ-11 và VKZ-7 đã trở nên rất phổ biến. VKZ-8 là một UAV tầm cao và có tốc độ siêu thanh, nó thích hợp cho các nhiệm vụ chính xác. Tại triển lãm hàng không năm 2021, các chuyên gia nói trên tờ Thời báo Hoàn cầu, UAV này có thể thu thập các bức ảnh với độ phân giải cao, đồng thời cung cấp thông tin tình báo rất hiệu quả. Cơ quan Tình báo Địa lý Không gian Quốc gia Mỹ cũng cung cấp thêm các thông tin về sự phối hợp giữa máy bay không người lái VKZ-8 và máy bay ném bom H-6M. Theo đó, máy bay ném bom H-6 sẽ khởi hành từ căn cứ và bay đến một địa điểm ngay ngoài khơi bờ biển phía đông của Trung Quốc, trước khi phóng máy bay không người lái tàng hình để nó tiến hành các hoạt động chính xác trong khu vực. Máy bay không người lái sau đó có thể đi vào không phận Đài Loan hoặc Hàn Quốc ở độ cao 30 km với tốc độ siêu thanh. Tài liệu không nêu rõ cách máy bay không người lái được đẩy ra khỏi H-6, nhưng nói rằng các tính năng của động cơ chủ yếu liên quan đến nhiên liệu tên lửa. Tài liệu bị rò rỉ chỉ ra rằng đảo Đài Loan và phía tây của Hàn Quốc, bao gồm cả Seoul, sẽ là khu vực máy bay không người lái ưu tiên hoạt động để thu thập tin tình báo. Ngoài ra, chúng còn có thể được sử dụng để chống lại Mỹ, cũng như các vũ khí và căn cứ quân sự của nước này ở Thái Bình Dương trong trường hợp xảy ra xung đột. Điều này rất đáng chú ý vì Bắc Kinh đã có một hệ thống chống tiếp cận trên chống xâm nhập NTSS trên Elio Daniel, A2 trên AD, với khả năng phòng thủ cực mạnh và rất tinh vi dọc theo bờ biển của mình. Hệ thống này sẽ ngăn cản bất kỳ cuộc đổ bộ nào của đối thủ từ hướng biển vào Trung Quốc. Hiện tại, UAV siêu thanh của Trung Quốc chưa được chế tạo để thực hiện các nhiệm vụ tấn công, nhưng các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng những thay đổi có thể cho phép nó thực hiện điều đó trong tương lai và nhấn mạnh rằng VKZ-8 thực sự là một chiếc máy bay rất khó để phát hiện và đánh chặn. Và bên cạnh mẫu UAV VKZ-8 tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2021, chiếc UAV VKZ-7 cũng đã được trình làng. Được biết, chiếc máy bay không người lái VKZ-7 đã được đưa vào biên chế được mấy năm nhưng thế giới bên ngoài vẫn chỉ biết về nó rất ít. Ngay cả cái tên VKZ-7 cũng chỉ biết chắc chắn trong triển lãm hàng không Chu Hải 2021. Trước đó, giới quân sự thế giới và truyền thông trong ngoài Trung Quốc thường gọi nó với cái tên UAV Xích Long, còn phỏng đoán tên biên chế của nó là VKZ-9. Thiết kế của UAV Xích Long rất đặc biệt, với cách bố trí khí động học dạng cánh núi rất hiếm gặp, nó nhanh chóng trở thành điểm nhấn của triển lãm hàng không lúc bấy giờ. Mặc dù UAV Xích Long gần như biến mất cho công chúng sau đó, nhưng thông qua một vài bức ảnh chụp lén, thế giới bên ngoài đã dần biết đến thiết kế và những cải tiến thực tế của chiếc máy bay được truyền thông Trung Quốc coi là át chủ bài chiến lược trên không này. Chiếc máy bay UAV Xích Long thực tế xuất hiện sau đó khá khác so với mô thu nhỏ ban đầu. Thiết kế đuôi cao thẳng đứng ban đầu đã được thay đổi thành thiết kế đuôi hình chữ V nhỏ hơn và các phun động cơ ở đuôi có thêm hai vây đã có được thêm vào bên dưới vã đuôi. Cấu trúc giữa các cánh đã phát triển từ cấu trúc cánh buồm ban đầu thành hình nón chỉnh lưu và một số loại cảm biến có thể được tích hợp bên trong. Điều thú vị là sau khi áp dụng những thay đổi này, Xích Long UAV này càng trở nên giống với ngoại hình của UAV chiến lược AQ-4 Global Hawk nổi tiếng của Mỹ. Cùng tình trạng và cách sử dụng của cả hai loại tương đối giống nhau, nhưng các chỉ số tính năng chính của Xích Long đều yếu hơn so với Global Hawk. Ví dụ, Xích Long được đẩy bằng động cơ phản lực VKP-13 với trọng lượng cất cánh bình thường là 7,5 tấn và tốc độ bay hành trình khoảng 700 km/h, có thể bay cao dài 10 giờ ở độ cao 20.000 m
tầm hoạt động tối đa khoảng 7.500 km và bán kính chiến đấu 2.500 km. AQ-4 Global Hawk có tầm hoạt động 20.000 km. Vì vậy, Xích Long còn được cư dân mạng gọi diễu là D-Tech Hawk. Dù vậy, sức mạnh của Xích Long hay VKP-17 vẫn là quá cách biệt nếu đem so với những quốc gia trong khối ASEAN. Nhìn chung, sức mạnh của công nghệ UAV từ Trung Quốc là không thể bàn cãi. 5 và 10 năm tới lại công nghệ này có thể sẽ thay đổi cục diện chiến tranh tại Biển Đông. Vậy thì câu hỏi ở đây là Việt Nam có đang gặp nguy hiểm hay không? 2. Liệu Việt Nam có gặp nguy hiểm trước bước tiến công nghệ UAV Trung Quốc? Mặc dù công nghệ UAV của Đức bạn vượt trội hơn rất nhiều so với ta, song nó cũng chỉ giúp Trung Quốc áp đảo trong một trận đấu chứ không thể toàn thắng trong một cuộc chiến tranh. Họ có thể sẽ giành được ưu thế ở một vài trận đánh nhất định, nhưng một khi tham chiến, vũ khí bí mật của Trung Quốc sẽ để lộ những điểm yếu. Trong quá khứ, Mỹ đã từng tự tin B-52 của mình là bất khả chiến mại và rồi họ phải trả giá rất đắt khi bị bộ đội phòng không Bắc Việt quỷ diệt bằng tên lửa SAM-2 lạc hậu. Chưa kể, UAV Trung Quốc chỉ ưu việt trong khả năng tấn công, chứ không phải phòng thủ. Nếu động binh, Trung Quốc sẽ có nhận lại những đòn trả đũa đáng sợ của Việt Nam. Không cần nói đâu xa, chỉ ngay chính Việt Nam thôi, chúng ta đã có định hướng ngay từ ban đầu, đó là xây dựng quân đội tinh gọn mạch, đặc biệt với quân chủng phòng không không quân. Định hướng là cần chuẩn bị và tiến tới thành lập binh chủng tên lửa chiến lược, gồm một số lưỡi đoàn tên lửa đắc đối đất, đắc đối hải, có tầm bắn xa, uy lực mạnh, khả năng răn đe lớn, đánh thắng trong các tình huống xung đột và chiến tranh. Đây được xem là nước đi thông minh cho những quốc gia nhỏ bé như Việt Nam. Chúng ta không cần phải chạy đua công nghệ với các cường quốc mà chỉ cần phát triển năng lực răn đe đến mức cao nhất để qua đó tung những đòn trả đũa làm suy kiệt kẻ thù. Tóm lại, UAV từ Trung Quốc chưa phải là mối nguy quá lớn với Việt Nam. Chưa kể Việt Nam và Trung Quốc còn đang có mối quan hệ ngoại giao rất tốt. Đặc biệt, tình hình chính trị ở Việt Nam đang vô cùng ổn định, lại nhận được sự tín nhiệm trên trường quốc tế. Chỉ ba yếu tố đó thôi cũng đủ để làm nguội những cái đầu nóng ở Trung Quốc. Bởi lịch sử đã chứng minh, Trung Quốc không dám mà tự ý phát động chiến tranh với Việt Nam. Trừ khi đầu tiên là mối quan hệ hai nước, ít nhất cũng phải xảy ra rạn nứt. Tiếp theo, họ phải có một cái cớ tích hợp, cuối cùng là phải xem Việt Nam có đồng minh trợ giúp hay không. Ví dụ như vào giai đoạn từ năm 1954 đến 1972, đây là thời điểm Việt Nam đã bắt đầu bị chứa cắt theo Hiệp định Geneva. Giai đoạn này dù không chính thức ủng hộ miền Bắc Việt Nam phát động chiến tranh tại miền Nam, nhưng Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Việt Nam chống Mỹ. Quan hệ với Trung Quốc khi đó quả thực vẫn còn rất tốt. Mọi thứ chỉ bắt đầu đi xuống từ năm 1966. Những bắt đầu về đường lối trong phong trào cộng sản quốc tế giữa Liên Xô và Trung Quốc dần phát triển lên đến đỉnh điểm và Việt Nam đưa ra chính sách tạo thăng bằng trong quan hệ với hai nước lớn trong khối xã hội chủ nghĩa để tranh thủ được viện trợ của cả hai. Nhưng Trung Quốc tất nhiên không đồng ý với chính sách này và họ đã buộc Việt Nam phải chọn theo phái Bắc Kinh. Và khi Việt Nam khước từ, Trung Quốc cũng từ bỏ việc phối hợp với Liên Xô ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt Nam, cũng như không ủng hộ việc thành lập Mặt trận Quốc tế Thống nhất ủng hộ Việt Nam. Quan hệ hai nước mới từ đó mà đi xuống và dẫn tới cuộc chiến đẫm máu vào năm 1979. Giai đoạn lịch sử đầy biến động đó cho chúng thấy rằng, trừ khi quan hệ quốc tế phát sinh tranh chấp khủng khiếp, thì nguy cơ chiến tranh với Trung Quốc mới nổ ra. Bởi thường thì Việt Nam sẽ không nghe lời Trung Quốc, nhưng trong giai đoạn hiện tại, căng thẳng quốc tế vẫn đang được kiểm soát. Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc cũng đang ấm dần lên, do đó việc Trung Quốc nhắm tới Việt Nam là rất khó. Kể cả khi công nghệ UAV có vượt trội thì sự vượt trội đó cũng phải tập trung vào mà cạnh tranh với Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Rất khó để có thời gian và sức lực mà Trung Quốc chú ý đến Việt Nam ta. Ngoài ra, Trung Quốc cũng không có cơ để phát động chiến tranh bởi tình hình chính trị ở Việt Nam rất ổn định. Còn ở giai đoạn trước đây, khi chiến tranh biên giới Việt-Trăn xảy ra tháng 2 năm 1979, thì trong thời gian đó, Việt Nam thường gọi Trung Quốc là phản động, bành trướng, bá quyền. Đồng thời, Trung Quốc cũng gọi Việt Nam là khỉ à nằm. Việt Nam cũng thường chỉ trích Trung Quốc đã theo chiến lược Liên Mỹ đả Việt và xem đó là quốc sách của Trung Quốc trong thời điểm đó. Đặc biệt là sau khi Việt Nam biết được những cuộc mật đàm giữa Chu Ân Lai và Henry Kissinger. Tại thời điểm này, Việt Nam bị rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Đông Nam Á lên án vì đã can thiệp quân sự vào Campuchia. Chiến tranh biên giới Việt-Trăn năm 1979 xảy ra, kéo dài suốt hơn 10 năm, để lại nhiều hậu quả cho phía Việt Nam. Phía Trung Quốc cho rằng, cuộc chiến năm 1979 chủ yếu là để dạy cho Việt Nam một bài học vì xâm lăng Campuchia. Nước khi đó là đồng minh của Trung Quốc,
Theo Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979 cũng một cách nữa là họ trả thù cho Pol Pot. Đồng thời lúc bấy giờ, ông Đặng Tiểu Bình cũng muốn quan hệ với Mỹ, cho nên đánh chúng tôi để cho Mỹ thấy rằng là giữa Trung Quốc và Việt Nam không phải là đồng minh, không phải là cùng nhau cộng sản nữa. Trung Quốc muốn cho Mỹ tin để phát triển quan hệ với Trung Quốc. Vì Trung Quốc lúc bấy giờ muốn phát triển quan hệ với Mỹ, đánh Việt Nam là một món quà tặng cho Mỹ. Cuộc chiến với Việt Nam cũng là cách để quân đội Trung Quốc tập luyện sau một thời gian dài không có chiến tranh cũng như thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Hai nước cũng có các cuộc xung đột cục bộ dọc biên giới đất liền. Có thể thấy, rất nhiều lý do mới dẫn tới một cuộc chiến toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và chúng thường xuất phát từ căng thẳng chính trị, thù hận lịch sử, chứ không phải vì một vài bước tiến của công nghệ là Trung Quốc sẽ ngay lập tức độc bình với Việt Nam. Trước kể, Việt Nam hiện còn đang có rất nhiều đồng minh ngầm, không chỉ Nga và Ấn Độ đâu, mà còn là khối các nước phương Tây. Hãy cứ nhìn vào những sự kiện gần đây nhất là xe gió. Sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện thì 8 tháng 3 vừa qua, Úc, một đồng minh thành viên trong lề minh AUKUS, cũng nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Cùng với Australia, cũng trong tháng 3 năm 2024 này, Việt Nam và New Zealand đã đồng ý xem xét nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất. Giải sách các đối tác chiến lược toàn diện đến từ phương Tây dường như đang ngày một dày thêm. Rõ ràng có một sự thực không thể phủ nhận đó là các quốc gia này đều có chung một kẻ thù. Cùng chia sẻ mối quan ngại chung và trình nó đã giúp họ gắn kết lại với nhau. Việt Nam tuy là quốc gia thuộc xã hội chủ nghĩa nhưng lợi ích quốc gia vẫn cao hơn ý thức hệ và trình nó đang hình thành nên sợi dây liên kết vô hình giữa ta và các nước phương Tây. Những động thái vừa qua cũng cho chúng ta thấy rằng Việt Nam không hề trung lập như những gì thường nghĩ mà là khi cần sẽ hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia. Điều này cũng thể hiện rất rõ trong chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam. Theo đó, bên cạnh 4 điều mục mà chúng ta đã thường nghe nhạc tới thì sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 đã có đoạn viết rằng tùy theo sự biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng quân sự cần thiết với mức độ thiết hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau cùng nhờ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế. Như vậy, Việt Nam không loại trừ việc thiết lập một liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào trong trường hợp an ninh bị đe dọa nghiêm trọng. Chính sách quốc phòng 4.0 ra đời thực ra là để cho các thế lực thù địch không có cơ khiêu khích Việt Nam. Trong khi đó, sách trắng quốc phòng thì để ngỏ khả năng liên minh về mặt quân sự của Việt Nam. Với cách nói khéo léo như vậy, Việt Nam vừa tự tách bản thân khỏi vòng xoáy chiến tranh, vừa đe dọa khi bất kỳ bên nào có ý định ép Việt Nam vào chiến tranh. Bởi một khi bị đe dọa, Việt Nam sẽ đáp trả thẳng tay, thậm chí là không nại lập liên minh để đáp trả. Thái độ kiên quyết của Việt Nam không phải đến từ một hay lời nói, mà là đến từ sức mạnh quân sự được củng cố không ngừng và từ chiều dài lịch sử chiến tranh suốt hàng nghìn năm. Về cạnh những lý do trên, vẫn còn một lý do khác nữa mà cực kỳ quan trọng, đó là Trung Quốc cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ với Việt Nam ta ở thời điểm này. Họ có thể đưa Huawei vào trận chiến và chiếm đảo của Việt Nam, nhưng điều đó sẽ kích hoạt tâm lý chống đối Trung Quốc ở toàn bộ khu vực phía Nam. Trong khi ở giai đoạn hiện tại, Trung Quốc còn đang phải lo đối đầu với một loạt các nước đồng minh của Mỹ. Dù họ nhỏ hơn Trung Quốc nhiều nhưng khi đã tập hợp lại, họ là những thế lực mạnh mẽ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Chưa kể Trung Quốc còn phải lo toàn những vấn đề kinh tế trong nước và bận tâm lớn nhất đối đầu với Hoa Kỳ, nên chỉ ít trong thời gian hiện tại, Việt Nam vẫn đứng ngoài tầm ngắm của quốc gia này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.